Cô Thi thân chào những các học viên đã và đang học trước đây, cũng như các bạn thân mến. Hôm nay đó, cô Thi xin demo, cô Thi là My Name is Cathy, là một giảng viên của Beauty College. Hôm nay cô Thi muốn chia sẻ cho các bạn về cái threading, là một phương pháp cổ truyền của người Á Đông để lấy lông tận gốc. Nhưng có lẽ là các bạn sẽ nhận thấy những cái phương pháp rất là khác. Mà điều thứ nhất á, cái thì muốn chia sẻ các bạn, trong cái tình trạng bây giờ đó, là trong vấn đề về vệ sinh và sức khỏe, nào là bệnh HIV, HSV, bệnh herpes, cái đó là qua đường máu và theo cái đường lỗ chân lông của chúng ta. Cho nên cả vaccine cũng vậy và threading cũng vậy, các bạn phải hoàn toàn đi theo cái vệ sinh, là phải găng tay. Vaccine cũng vậy, threading cũng vậy, găng tay. Tại vì một cái lỗ chân lông, một con bacteria nó đi theo virus, đi theo cái lỗ chân lông của bạn kia, bạn nhổ cọng lông ra. Herpes, HIV, HSV. Đó, có như herpes là herpes 1 này, herpes 2. Herpes 1 around cái miệng, nó chung quanh cái miệng, những cái bục bóng nhỏ và nước. Khi qua cái đường nước miếng chúng ta sẽ bị lây lan. Lây lan. Mà cái con herpes này nó là đi theo của dây thần kinh, nó nằm trong dây thần kinh chứ không phải như HIV mà thử máu mà biết được. Cho nên vấn đề vệ sinh là hàng đầu. Có thể thiết tha kêu gọi các bạn là chúng ta làm việc với cái đầu chúng ta, sự biết chúng ta, bàn tay chúng ta và cả trái tim chúng ta, để bảo vệ cho những người khách, để chúng ta tiếp một bàn tay để duy trì cái sức khỏe chung và những vấn đề vệ sinh chung của trên thế giới này. Và bây giờ thì xin bắt đầu. Hôm nay đó là trước hết là các bạn thấy cái thi không dùng cái răng, không bao giờ dùng cái răng đây. Và các bạn thấy, bạn nhìn đây, là đầu tiên là cái gì đây, bạn thay thế cái răng của các bạn, các bạn không có dùng cái răng. Okay. Và bây giờ ngay từ cái service đầu tiên, xin mời cô. Đây là cô Huệ, là một cô teacher trainee. Nên mời cô làm demo bữa nay. Mình phải sạch biết một cách. Ok, dù lại đó. Tất cả những cái vật này các bạn thấy, quá xinh cũng vậy, ta dùng một lần là bỏ đi rồi. Ok, là bỏ đi. Bạn có thể trong cái service, bạn có thể có những con khác, con chó, con mèo hay là con tiger, skill, bạn thấy you like đó. Ok, mình có thể để người khách hô đây, để người khách feel comfortable. Ok, comfortable. Khi mà lấy tóc có một cái động tác rất là nghệ thuật, bạn động tác rất là nhẹ nhàng, tạo những cái động tác đó, người khách phải được feel good. Okay. Okay. Các bạn có thể dùng cái găng tay này, hay là bạn có thể bạn dùng cái finger cord, whatever. Whatever.
bạn dùng những cái loại chỉ này, nó sẽ rất êm và nó không có bị cắt cái gương mặt. Ở bao một cánh tay này đến cánh tay kia các bạn. Just stay here. Cái răng các bạn là đây. Cái răng các bạn là đây. Các bạn có thể thấy những cái difference, một cái những cái phương pháp nó hơi khác biệt nhưng mà nó rất là an toàn, vệ sinh. Cho hết bạn phải cleansing tất cả những cái bụi bẩn hay là những cái make up, tất cả everything, những cái hóa chất trên mặt mình hết. Các bạn nhìn đây, các bạn thấy đây là một cái thao, cái khăn, bạn thấy so small như khi bạn ngâm vào trong nước. Cái này bạn dùng only one time rồi chúng ta go away, rất là tiện lợi khi mà các bạn làm facial everything một lần thôi là dục, rất là good cho các bạn. Bạn thấy bây giờ nó bự ra thấy chưa, nó to ra. Ok, good. Bạn nhìn thấy cái khăn chút xíu hồi nãy, bây giờ bạn thấy là sau khi mà để đi vào trong water rồi, bạn thấy rất là to ra, vừa đủ cái phê, rất là good vô cùng để các bạn. Facial cũng vậy, waxing cũng vậy, bạn dùng only one time rồi, một lần thôi rồi các bạn sẽ bỏ đi. And then you turn this side. Bạn check everything trên mặt người khách, có những cái vết sẹo hay là những người khách mới làm face clip thì chúng ta cũng không có thể nào mà xe lòng mặt được. Tại sao vậy? Tại vì cái cơ mặt nó là rất là dễ dãn, mà cái người khách làm face clip thì chúng ta có lời khuyên, có cái thời gian của nó là mình không có nên xe liền trong lúc này. Đó, rất là good. Khi bạn dùng cái này, bạn để bạn lăn ra thôi. Và sau mỗi lần một người khách là bạn phải vứt đi tất cả các cotton, tất cả Q-tip bạn phải đều bỏ đi hết, không có xài lại. Và đồ vật các bạn để comfortable your hand.
các bạn thuận tay nào các bạn mới làm gì, bạn để tay đó chứ bạn đừng có phải sơ áp theo một cái khuôn khổ, bạn phải khâm theo bộ cái bàn tay của mình. Trước hết bạn phải chải cái shape chân mày, coi nhìn cái direction, cái chiều tóc, chiều cái tóc lông mày nó mọc đâu, bạn phải chải theo nó. Cái này mọc lên bạn chải lên, ok, this one good down, bạn đào xuống, ok, bạn chải cái shape chân mày. Chải shape chân mày xong rồi thì những cái phần mà nó dư ra bạn có thể bạn những cái góc dư bạn khệch lý đại bẹt những cái góc dư, ok, ở trên này một cái góc dư của nó thì nhiều khi cái lỗ chân lông nó mọc ra, cái độ dài của nó là nhờ nó mọc dài đó thôi, nếu mà bạn giật đi thì sẽ mất cái shape của người khệch, ok đó. Xong bây giờ đây là các bạn thấy đây là cái máy để xe lông mặt, phần này chúng ta đi phần má phần trán, ok, nhưng tất cả những cái dùng khác bằng giờ đi sạch lại bạn nên đi bằng cái chỉ này. Giờ trước tiên tôi sẽ show các bạn look, ok, đây là các bạn thấy cái thứ không có dùng cái răng, không dùng cái răng bao giờ hết, thì đây là gì, nhiều khi bạn để bạn giật lên đó là sai. Tại sao vậy? Cái cơ mặt là cái cơ rất là dễ chảy xệ nhất, và bạn vực giật lên nó sẽ bị mất đi, làm chảy xệ người mặt. Thế thì có giật lên không? Mình không có giật lên, ok, đi rất là nhẹ nhàng.